thần tiên rồi. Chắc lại là mấy cái vùng đất xến xố chứ gì. Bạn sai rồi, đó là một vùng đất đầy hương hoa và bướm bướm. Ghê. Thôi mấy đứa chơi, nhớ canh giờ về nhà đó nghe. Thôi mà, vào chơi với mình xíu đi, lâu lâu mới được tới tham quan một lần chứ bộ. Thôi được rồi, chút xíu thôi nha. Ở đây hoa nào cũng đẹp hết, lại còn thơm nữa, thích quá à. Ê, thôi đi, thôi về, đi. Ở đây chán rồi. Quá à. Mà cũng gần tối rồi đó. Thơm quá à. Mà thôi mấy bạn về đi, mình không về đâu, mình muốn ở đây chơi hoài luôn. Thôi mà, hồi nãy ba mình dặn là nhớ canh giờ về rồi mà. Thôi được rồi, nhưng mà thơm quá. Mình sẽ lấy bông hoa này để làm kỷ niệm. À, thơm quá à. Ngửi thử đi, thơm không? À, thơm thiệt á. Mà thôi, đi về, đừng có mà đánh trúng lãng nha. Bông hoa này là từ vùng đất thần tiên đó. Đâu đâu, cho mình hít thử xem thơm không. Hôi quá à. Ủa, sao kỳ vậy? Hả? Hôm bữa thơm lắm mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Vì bằng ích kỷ, muốn chiếm lấy hương thơm dễ đẹp cho riêng mình mà ngắt mình ra khỏi gia đình. Đã vậy thì mình sẽ cho bạn nếm mùi. Thì ra là như vậy. Đúng là mình chỉ nghĩ tới bản thân khi muốn khoe khoang bông hoa đẹp với những bạn khác, mà không nghĩ tới cảm xúc của các bạn. Và cả việc ngắt hoa là hành động thiếu văn hóa nữa. Mình xin lỗi, sau này mình chắc chắn sẽ không làm như vậy nữa đâu. Một lát mình sẽ nhờ ba đốm chở ra vùng đất thần tiên trả bạn lại với gia đình nha. Mình rất vui vì cuối cùng bà cũng nhận ra được một bài học. May quá. Ủa, bộ bạn có gì gấp hả? Bạn có gì vậy? Tí mình đi về chung nha. Không, mình bận rồi. Có chuyện gì với tay to vậy bụ bự? Chắc chắn là có vấn đề gì khả nghi rồi. Sao chứ, ai khả nghi? Tay to chứ ai. Suốt buổi học hôm nay bạn ấy không có tập trung gì hết. Đã vậy còn có nhiều hành động lạ lùng nữa, không thể tưởng tượng được. Thú vị đây. Sao nào, chúng ta đi thôi. Quát rồi đớm ơi. Tụi mình ra phía trước đi, lỡ kẻ xấu vụ bắt tay to thì sao? Không gian ở đây mát ghê á. Bạn còn chơi ném sỏi không? Mình nhớ bạn rất giỏi trò đó. Bạn xem nè. Ai chơi kìa? Ai chơi kìa? Ném trật rồi. Để mình thử lại nha. Ném trật nữa rồi kìa. Rồi. Đồ dở ẹt mà ném lung tung quá à. Đánh du kích không xin nha. Mình phải áp sát đối tượng. Hay da. Anh hợp. Bắt quả tang. Để đầu hàng ngay. Người là ai? Sao lại theo dõi chúng tôi? Ủa? Bụng bự? Đốm? Hai bạn làm gì ở đây? Tại mình thấy bạn có gì rất là đáng nghi, nên tụi mình đi theo dõi, hỗ trợ tay to. Vậy sao phải trốn ở trên cây? May mà hiểu nhầm, nếu không là hôm nay đánh nhau rồi, thấy không?
À, xin lỗi nha. Xấu hổ quá à. Đây là Thỏ Xám, là bạn hồi nhỏ cùng quê với mình đó. Còn mình á là bạn khi lớn của Tay To. Mà công nhận nha, bạn đánh đau quá à, giận bạn luôn. Xin lỗi hai bạn nha, tại mình không tìm hiểu kỹ thông tin nên mới gây ra chuyện này. Bỏ qua nha Thỏ Xám. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Ủa, mấy bạn nhìn kìa, sao mặt trăng hôm nay không vui gì hết vậy? Ừ, đúng rồi đó. Sao vậy ta? Có gì khó đâu, tụi mình gọi mặt trăng xuống hỏi thử đi. Có khi tụi mình giúp được thì sao? Mặt trăng ơi! Mặt trăng, bạn có chuyện gì không vui hả? Hôm nay á, lẽ ra là mình có hẹn đi chơi với các bạn của mình. Vậy thì bạn cứ đi chơi với bạn mình là được chứ gì? Không được đâu. Hôm nay đến lượt mình chiếu sáng mà. Tụi mình được mẹ giao cho nhiệm vụ chiếu sáng. Hôm nay là đến lượt của mình rồi. Nhưng không được đi chơi với bạn á thì buồn lắm. Ừ, đúng rồi đó. Vậy tụi mình giúp bạn ấy đi. Tụi mình tìm mẹ của bạn ấy thì xin giùm được mà. Chắc mẹ có mặt trăng sẽ đồng ý thôi. Đúng rồi, giờ này mẹ mình sắp đi ngang qua đây để kiểm tra xem tụi mình có chiếu sáng không đó. Các bạn nhớ xin giùm mình nha. Đâu ơi. À, mặt trăng mẹ kìa. Cô Mặt Trăng ơi! Chào các con. Hôm nay các con chơi vui không? Dạ, dạ vui. Tụi con được đi chơi với bạn bè nên tụi con mới vui vẻ được. Còn bạn Mặt Trăng... Mặt Trăng nhỏ của cô rất ngoan đó. Hôm nay Mặt Trăng nhỏ cũng có hẹn đi chơi với các bạn của mình. Nhưng sao hả cô? Con của mẹ ngoan lắm. Con thấy các bạn nhỏ ở đây chơi với nhau có vui không? Dạ, rất vui luôn đó mẹ. Vậy khi con chơi với các bạn nhỏ ở đây, con có vui không nè? Có bạn Mặt Trăng nên tụi mình cảm thấy vui vẻ đó. Với lại hôm nay là Tết Trung Thu, nếu không có bạn Mặt Trăng thì còn gì là thú vị nữa. Tụi mình sẽ không thấy đường để chơi đâu. Mình cũng thấy vậy á. Cùng các bạn múa hát dưới ánh trăng, nhìn Mặt Trăng mỉm cười á, mình mới cảm thấy đó là một đêm Trung Thu đầy đủ. Con xin lỗi. Con nghĩ các bạn ở đây cũng là các bạn của con, mà con lại rất quan trọng với các bạn nữa chứ. Đây mới là niềm vui của con. Đúng rồi, các bạn Mặt Trăng khác cũng đang đi đón Trung Thu với những người bạn nhỏ giống như con vậy nè. Không có thời gian đi chơi đâu. Đêm Trung Thu sẽ không còn đẹp nếu thiếu Mặt Trăng đó. Dạ, con hiểu rồi mẹ ơi. Các bạn ở đây rất là dễ thương. Chơi cùng các bạn cũng là niềm vui của con luôn. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay, em muốn ca trong anh chẳng lầm. Chúa đây. Thôi, bữa nay chơi cầu lông đi. Đừng có chơi đá banh nữa. Hôm qua mới chơi rồi. Đúng đó, hôm nay chơi trò khác đi. Mấy bạn sợ thua nên không dám chơi với mình chứ gì. Mấy bạn là đồ ích kỷ. Bạn mới là đồ ích kỷ á, cứ thích làm theo ý của mình thôi. Mấy bạn đã nói như vậy rồi thì mình không thèm chơi với mấy bạn nữa. Sắc bao bao xì. Để coi, không có tụi mình thì bạn chơi được với ai? Bực cả mình. Mình về kiếm cục đá chơi còn vui hơn nữa. Từ nay hai bạn sẽ là bạn của mình đó nha. Ôi, cậu bé tội nghiệp. Cậu đã làm gì mà phải chơi với đá thế này? Ông ơi, bạn bè con toàn là những người ích kỷ nên con thà chơi với đá. Ta hiểu rồi, ta sẽ ban cho con hai người bạn mới. Xin chào bậc trưởng, hôm nay bà muốn chơi gì? Hả? Biến thành người rồi còn biết nói chuyện nữa. Đây sẽ là hai người bạn mới của con. Chúc ba đứa chơi vui. Ta đi đây. Dạ. Ê,
Hình như đốm tới kia bụng bự. Ý bạn là người không ai thèm chơi á hả? Cho hai người nói lại nha. Đây là hai người bạn mới của mình nè. Kệ hai người bọn họ đi, mình tản nó chơi đá banh đi. Siêu ghê luôn. Đá gì mới đá chứ. Ai như hai người bạn cũ của mình. Nè nè. Thôi, thôi bỏ đi bụng bự, mình qua chỗ khác chơi cho đỡ ngứa mắt. Hai người đó đi rồi, đá mạnh lên mấy bạn, khỏi sợ chúng ai nữa. Hi. Bạn thì chỉ việc chơi với nhau thôi. Đi đi. Ôi da. Cảm ơn bụng bự, cảm ơn tay to. Nhưng tại sao hai bạn lại giúp mình? Chứ không lẽ tụi mình bỏ bạn lại cho ông chết hả? Bạn bè mà, có hoạn nạn thì phải giúp nhau chứ. Đừng vì hiểu lầm nhỏ mà bỏ đi một tình bạn đẹp. Có vẻ như bọn nhỏ đã học được bài học về trân trọng tình bạn rồi. Nhanh lên đốm, trời sắp mưa to rồi. Mắc cây mưa này là hai đứa bệnh cả tuần luôn đó. Mình đang ráng chạy nè. Mấy bạn kiến này bị mắc kẹt hả? Bạn làm gì vậy đốm? Làm gì còn thời gian mà lo cho bầy kiến nhỏ xíu? Còn chứ. Vì nếu bầy kiến bị mắc kẹt trong cơn mưa này sẽ chết mất. Mình phải giúp bạn ấy chứ. Xì, kệ bạn. Mình chạy về trước đây. Chúc bạn mắc mưa vui vẻ. Đó, mấy bạn chú tạm trong cái lều này nha. Sắp tới mưa lớn lắm đó. Mình đi trước nha. Đốm, bạn bệnh nặng quá chừng luôn. Chắc là hôm qua ham tắm mưa chứ gì. Cả lớp trật tự, cô có thông báo nè. Quanh trường chúng ta mấy ngày nay có phát hiện một đối tượng khả nghi chuyên bắt cóc các học sinh. Các em đi học về nhớ đi theo nhóm, về ngay, không được la cà đó nha. Dạ. Bốn đứa mình đi chung như vậy chắc không sao đâu ha. Có cái kẹo sô-cô-la ai làm rớt nè. Xì, lụm nha. Ê, đừng có lụm. Hôm nay thu hoạch được một mẻ lớn. Hên quá sao. Tụi mình bị bắt cả đám rồi. Im lặng, không ta tét đích từng đứa bây giờ. Đợi xíu, ta gọi xe tới. Rồi mấy đứa bay sẽ được chui vô lòng kêu la thoải mái. Mình không muốn bị nhốt vô lòng đâu. Alo, bắt được rồi. Mau cho xe tới đây. Cọng dây này chắc quá à. Bọn mình tiêu rồi. Các bạn đừng có lỡ, tụi mình sẽ cứu các bạn. Cảm ơn các bạn đã giúp mình. Thì bạn đã giúp mình chứ. Bạn quên rồi sao? Giúp đỡ nhau lúc khó khăn là chuyện nên làm mà. Đây chính là sức mạnh của lòng tốt đó. Mình hiểu rồi. Thì ra mình đã thật ích kỷ. Không sao đâu. Mà biết khuyết điểm và cải thiện là được rồi. Sau khi đứt dây, các bạn nhớ chạy thật nhanh về phía người lớn tri hô lên nha. Ai cho chúng mày chạy? Ở đâu mà tao quá vậy? Làm gì xấu nè, làm gì xấu nè. Trả đây, trả cho mình. Bắt được mình đây là mình trả. Ôi da.
cái kẹp tóc của mình rồi, bắt đền bạn đó. Thầy tại cái kẹp dởm chứ bộ. Còn dám nói như vậy nữa hả? Có biết mình quý cái kẹp này lắm không? Chứ không đúng hả? Mình thấy sao nó vậy thôi. Không chơi với đốm nữa đâu, ba xì. Không chơi thì thôi. Không chơi thì tôi chơi với chơi với mình tôi. Bác gái bực mình rồi. Kỳ này ruột xanh tiêu chắc. Ủa, rùa xanh nói gì mà bác không những không la mắng rồi còn vui vẻ cho rùa xanh trái cây nữa. Lạ thiệt chứ. Rùa xanh, rùa xanh. À, đớp, đi đâu có một mình vậy? Ăn trái cây không? Ăn. Ủa, hồi nãy mình thấy bác gấu giận lắm mà. Rùa xanh nói gì mà bác lại vui vẻ với bạn vậy? Biết bệnh, mình có câu từ trước mà. Ê, tay to kìa, để mình kêu bạn đó. Thôi đừng kêu. Ủa, sao vậy? Nãy, mình lỡ làm hư món đồ chơi yêu thích của tay to. Mình sợ tay to giận nên đổi thừa tại cái kẹp của bạn nó giỡn. À dè, tay to giận giận mình. Mình biết mình có lỗi rồi. Bạn có muốn xin lỗi tay to không? Tay to giận rồi, không có nghe mình nói nữa đâu. Phải thử mới biết chứ. Tay to, mình thật sự không có cố ý làm hư kẹp của bạn. Mình biết đó là lỗi của mình. Mình xin lỗi bạn. Ừ, tha lỗi cho bạn đó. Thiệt hả? Sao tay to nói quý món đồ lắm hả? Món đồ chơi đó mình quý, nhưng mà đốm nó xin lỗi mình rồi. Đốm cũng đâu có cố ý đâu, nên mình không giận đốm nữa. Mẹ mình có nấu đồ ăn ngon lắm đó. Chiều đốm với rùa xanh qua nhà mình ăn nha. Thôi mình về đây, bye bye. Thấy thần chú hay chưa? Ý của bạn, thần chú chính là lời xin lỗi hả? Đúng vậy, thần chú đó chính là cảm ơn và xin lỗi. Mỗi khi ai đó làm một điều gì cho mình, hãy bày tỏ bằng cách cảm ơn. Còn nếu như mình làm gì có lỗi với ai đó, phải mạnh dạn xin lỗi ngay. Nếu như mình có lỗi mà mình giận lỗi, thì đâu có ai nỡ giận mình thêm đâu. Đúng không nè? À, mình hiểu rồi. Giống như lúc nãy, bạn đã nhận ra lỗi của mình, xin lỗi ngay, nên bác gấu không giận bạn nữa. Và khi bác gấu cho bạn trái táo, bạn cảm ơn, nên bác cho bạn thêm một trái nữa. Đúng rồi. Mình hiểu rồi. Cảm ơn rùa xanh nha. Câu thần chú của bạn thật là hiệu nghiệm quá. Bụng bự với tay to chẳng chịu đợi mình về chung. Hả? Hả? Ăn trộm. À! Trời ơi, cái ví tiền của tôi. Trả lại đây, trả lại đây. Sao vậy con? Có chuyện gì ở trên lớp sao? Dạ, hồi nãy con đi học về thấy một thằng nhóc móc túi bà lão, nhưng con lại sợ mà không dám la lên cho bà lão biết. Con chỉ cần la lên là mọi người sẽ giúp mà. Con đâu có can đảm được như vậy hả mẹ? Con đừng có lo, ba sẽ giúp cho con. Đây là cái dòng can đảm, nó sẽ giúp cho con can đảm hơn đó. Chào bạn. Chào bạn. Mình là dòng can đảm, mình sẽ giúp bạn. Được rồi, cảm ơn bạn nha. Bạn nào có thể giúp cô làm được nào? Hình như mình làm bài giống vậy rồi, nhưng lên sợ sai quá. Đớm ơi, can đảm lên, mình sẽ giúp bạn giải đúng bài này. Được rồi, mình sẽ can đảm lên. Thưa cô, em xung phong giải bài này. Ồ, bài của Đốm giải đúng rồi nè, giỏi lắm. Ê, tên kia hôm qua lấy trộm ví bà lão kìa. Can đảm lên đớp, tụi mình mau đi gọi trước công an đi. Ừ, mình hiểu rồi. Kia kìa chú công an ơi, là tên đó đó. Được rồi, bây giờ chúng ta phải cùng hợp tác với nhau để bắt tên trộm này nha. Tụi con đi hướng bên kia đi. Nè nhóc, có phải hôm qua My đã trộm ví của bà lão không? Ví nào? Tôi không biết ví nào hết. Còn chối nữa hả?
đã có người thấy hết rồi. Chạy đâu cho thoát. Yeah, hay quá, tụi mình đã làm được rồi. Ba ơi, tụi con lấy lại cái ví với bà lão rồi. Hay quá, con làm sao vậy? Tất cả là nhờ bạn Vọng này nè. Bạn giúp con làm bài tập trong lớp, rồi còn giúp con đòi lại ví tiền từ tên trộm kia nữa. Mình có làm gì đâu, bạn tự làm mà. Ủa, sao bạn nói bạn giúp mình mà? Con tự làm hết đó hả? Cái dòng chỉ khích lệ con thôi, giúp con tự tin mà làm. Mình chỉ là cái dòng bình thường thôi. Bạn có khả năng nhưng lại không tin vào bản thân mình. Bởi vậy mình mới khích lệ bạn, giúp bạn can đảm tự tin làm mọi thứ bằng chính khả năng của mình đó. Ồ, hiểu rồi. Cảm ơn ba nhiều lắm. Cảm ơn bằng dòng luôn nha.